F-22 Raptor có thể chở theo hai tên lửa không đối không tầm nhiệt AIM-9 Sitewinder và 6 tên lửa dẫn đường bằng radar AIM-120 AMRAAMS. Còn riêng với nhiệm vụ yểm trợ trên không và tấn công chính xác, F-22 có thể chở theo 2 quả bom tấn công trực diện phối hợp GBU-32 GDM nặng 1.000 cân Anh một quả, hoặc là 8 quả bom đường kính nhỏ nặng 250 cân Anh một quả. Thêm vào đó là một cặp tên lửa AIM-9 và AIM-120. Đáng chú ý nhất là trong tất cả các lần nạp đạn, súng phòng không M61A2 20mm của chiến cơ F-22 Raptor có tổng cộng 480 viên đạn, tạo ra hỏa lực đáng sợ trong không chiến. Một điều cũng quan trọng không kém đó là F-22 có thể mang theo tất cả các loại đạn dược được để trong 3 khoang vũ khí. Đồng nghĩa, máy bay không hy sinh bất kỳ nỗ lực tăng hình nào để chở bằng ấy thứ.